Trường Tương Tư một. Tập 24. Còn cái kia nữa, sao chàng không đỡ lấy, lỡ như hỏng thì sao? Không dễ hỏng thế đâu. Ta không dám nhận món quà này của chàng. Ta sợ giống như rượu mơ kia. Một khi đã uống quen rồi, thì lại đột nhiên không còn nữa. Thậm chí đến một lời giải thích cũng không có. Người bên cạnh ta phản bội ta. Trước khi điều tra ra là ai, ta sợ gây rắc rối cho nàng, nên không tiếp tục đưa rượu đến đây nữa. Còn nữa? Còn gì nữa? Lần trước khi gặp nàng, nàng oán trách ta luôn dùng đủ mọi cách để nhắc nhở nàng. Ta muốn cố gắng kiềm chế, không muốn để nàng thấy phiền lòng. Chàng đúng là muốn ta tức chết mà. Tiểu yêu, đừng đi, bây giờ ta không muốn nói chuyện với chàng. Được rồi, dù chàng thật sự có lý do để không gửi rượu chẳng báo tin cho ta, vậy sao lần này đến thành Tây Viêm chàng lại phải dẫn Phòng Phong Ý Ánh theo? Chàng thật sự muốn hủy hôn ước sao? Chắc chắn ta sẽ hủy hôn ước. Tổ mẫu cũng đã đồng ý. Bao năm nay, Phòng Phong Ý Ánh luôn kề cạnh tổ mẫu, nên đã có tình cảm sâu đậm với tổ mẫu. Tổ mẫu không muốn vì quá nóng vội mà khiến họ Phòng Phong hận họ Đồ Sơn. Lần này cô ấy đi theo là tổ mẫu muốn bọn ta ứng qua lại với nhau bằng quan hệ huynh muội. Tổ mẫu của chàng đồng ý thật rồi sao? Tổ mẫu nói sẽ tìm một cơ hội thích hợp để thương lượng việc hủy hôn ước với họ Phòng Phong. Tiểu yêu, được rồi, vậy ta sẽ nhận viên ngư đang tím này trước vậy. Tiểu yêu, cảm ơn nàng đã quay về vì ta. Thực ra ta làm vậy không phải vì chàng, mà là vì Thương Huyền. Chỉ cần nàng có thể quay về là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Chàng không giận sao? Nàng không cần lo chuyện của Thương Huyền. Nếu ta đã hứa với nàng từ thì nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đã hứa với ta ư? Ta muốn dù vào bất cứ hoàn cảnh nào, cậu cũng đừng làm hại Hiên. Được. Đến bản thân ta cũng quên mất, không ngờ chàng ấy còn nhớ việc này. Lần này đến thành Tây Viêm, ta còn hẹn gặp một người. Tối nay người đó sẽ đến thăm Thương Huyền. Hạc Minh Cửu Cao. Hai vị đến từ phương xa, mau ngồi đi. Bọn ta uống chút nước là được. Lát nữa còn phải đi gặp trưởng bối. Nếu bị họ ngửi thấy mùi rượu thì khó giải thích lắm. Vậy thì uống nước vậy. Đa tạ.
mời. Lần này cố tình là vì có chuyện quan trọng, cần thời gian lượng có hạn, nên chúng ta vào thẳng vấn đề, nói ngắn gọn thôi nhé. Giữa ta và huynh, vốn không cần khách sáo, cứ nói thẳng. Huynh đã chọn quay về thành Tây Viêm, chắc là cũng có ý định đoạt lấy ngai vàng kia, nhưng huynh đã rời khỏi thành Tây Viêm từ lúc của huynh thì đã gây dựng thế lực hơn phải ta khinh thường huynh, mà là huynh định dùng gì để cạnh tranh với họ đây? Đúng là ta có ý định đó. Cũng đúng là rất khó để hành động trong thành Tây Viêm, có thể nói là miễn cưỡng giữ được mạng mà thôi. Nếu hiền đệ có đề nghị gì thì xin cứ nói thẳng, nếu thành Tây Viêm đã bị vương bá chiếm hoàn toàn, không còn nơi cho huynh dung thân, thì sao huynh không từ bỏ thành Tây Viêm? Huynh nhìn xem, bên kia là núi Tây Viêm, bên cạnh là thành Tây Viêm. Ta đã xem bản đồ này từ nhỏ đến lớn, chi tiết một, thật sự không phát hiện ra cái gì, mong hiền đệ chỉ giáo. Thành Tây Viêm ở phía tây bắc của Đại Hoang, xuống mặt giáp núi, giao thông bất tiện, nhưng lại dễ phòng thủ, khó năm sâu Tây Viêm đánh nhau với thần sừng vài lần, nhưng cũng không thể tiêu diệt được bệ hạ và hiệt tổ. Chọn nơi này để dựng đúng là rất sáng suốt. Thế nhưng vài nghìn năm trôi qua rồi, Tây Viêm bây giờ đã không còn là nằm ở một góc của Đại Hoang như xưa nữa. Bắc Địa, Tây Vực, Nam Cương, cả Trung Nguyên, bây giờ những vùng đất đều mở về Tây Viêm. Thương Huyền, huynh đã nhìn rõ chưa? Nhìn thấy non sông mà ngày nào đó trị chưa? Ta thấy rõ rồi. Từ bỏ thành Tây Viêm đến Trung Nguyên, Trung Nguyên mới là trung tâm của cả Đại Hoang. Chỉ khi sở hữu Trung Nguyên thì mới ngắm nhìn được cả Đại Hoang. Bắc Địa, Tây Vực, Nam Cương, Đông Hải đều trong tầm tay của huynh. Một ngày nào đó, nếu huynh dẫn quân xuống phía Nam cũng sẽ dễ dàng mà thôi. Ca ca đề nghị huynh chọn núi Thần Vinh, không phải là họ Thần Vinh bọn đồ làm gì. Thực ra, chuyện này cũng chỉ có mình ta biết. Bình thường thông minh như vậy, sao bây giờ lại thiển cận thế? Sao mà muội ấy hiểu được chí lớn của chúng ta? Cái gì mà họ Thần Vinh, họ Tây Viêm vương vấn mãi những việc trong quá khứ? Nghe lời mà huynh nói, đánh thức người trong mộng, ơn này mãi mãi không quên. Không dám kể công. Khuyên huynh đến Trung Nguyên là bảo huynh từ bỏ thành Tây Viêm. Nếu thắng sẽ thắng hoàn toàn, còn thua sẽ thua thảm hại, không còn cơ hội đảo ngược. Huynh dám đặt cược cũng rất có khí phách, khiến ta phải khâm phục. Thứ ta muốn vốn dĩ không chỉ là một ngai vàng, sao không dám từ bỏ chứ? Trong những năm còn sống, ta muốn nhìn thấy một đế quốc hưng thịnh thực thụ, lưu danh nghìn đời, được muôn đời tôn kính. Vốn dĩ ta tưởng lần này sẽ uổng công đến đây, và ta không hề hứa hẹn gì với mà huynh, đã bảo huynh từ bỏ mọi thứ, không ngờ huynh lại đồng ý thật. Nếu ta có thể làm được việc lớn, Phong Long đương nhiên sẽ lựa chọn cùng ta gây dựng cơ nghiệp. Nếu ta không làm được thì vài lời hứa hẹn có tác dụng gì chứ? Bọn ta phải rời đi rồi, để tránh bị nghi ngờ, trước khi rời khỏi thành sẽ không thể gặp lại huynh lần nữa. Chúng ta còn nhiều thời gian, hôm nay chỉ có thể mời nhau một chén nước. Bao giờ đến Trung Nguyên, ta sẽ say khước với huynh sau. Được, ta đợi huynh ở Trung Nguyên. Thương Huyền đang bí mật bàn bạc với Phong Long, chàng không đến đó cùng họ sao? Họ đều có chí lớn,
muốn gây dựng cơ nghiệp. Nhưng ta chỉ muốn ở bên nàng, như lúc ở Trấn Thanh Thủy. Đây đều là kịch độc, dính vào máu sẽ chết ngay. Chàng dùng những chất độc này vẽ hai bức tranh trên hai chiếc khăn tay này cho ta đi. Được. Lại nữa rồi, cứ như sợ người ta quên mất vậy. Ta không có ý đó. Ta đâu cấm chàng có ý đó. Không phải. Ta biết không phải chàng, vì chàng trúng độc rồi, ngốc à. Ta đã bảo chàng cẩn thận rồi mà. Nào. Uống cái này đi, rồi lát nữa là cử động được. Năm xưa, nàng cũng chăm sóc ta như vậy, mới giúp ta sống sót. Bao giờ chàng về, thì mang cả khăn tay hoa sen này về. Nhiều năm rồi chàng không vẽ, chắc chắn người đó sẽ nghi ngờ. Nhất định hắn sẽ kiểm tra đi kiểm tra lại. Lúc đó chất độc sẽ ngấm vào cơ thể hắn. Hắn sẽ chết sao? Nếu không dính máu thì sẽ không sao. Dù dính máu cũng không sao. Chàng chỉ cần kịp thời cắt hoa sen ra, rồi dán lên vết thương của hắn là không sao rồi. Ta biết, chắc chắn chàng sẽ xin ta thuốc giải, ta đã chuẩn bị sẵn cho chàng rồi. Chàng đấy, quá mềm lòng. Nếu không nhờ nàng mềm lòng, thì ta đã hóa thành xương trắng từ lâu. Phát quang lệch rồi này. Tóc nuôi tốt hơn trước đây nhiều rồi. Giờ ai hầu chàng vội đầu vậy? Tỉnh Dạ hay Lan Hương? Đều không phải. Chàng còn tỳ nữ khác à? Ta tự làm. Ta không quen để người khác làm. Sau này ta sẽ gội đầu cho chàng. Dùng lá cây dâm bụt, hái lá vào sáng sớm, rồi ngâm cả buổi sáng, chiều gội đầu, rồi hong khô bằng nắng chiều, sẽ vương mùi thảo mộc và ánh nắng, thơm hơn mái tóc. Dùng linh lực hong khô nhiều, chờ nàng tới Trung Nguyên, chúng ta cùng đi hái lá dâm bụt nhé. Tới Trung Nguyên ư? Nếu Thương Huyền tới Trung Nguyên, nàng sẽ tới cùng chứ? Vậy thì tốt. Sáng sớm mai chàng phải đi à? Gửi tin cho ta. Dù phải dùng cách nào đi nữa,
cũng nhất định phải gửi cho ta. Ta không thích chờ đợi. Được. Tiểu yêu, ta biết nàng Nhung nhớ ta, sẽ giận dỗi vì ta không liên lạc với nàng. Ta vui lắm. Tiểu yêu trò chuyện với ta suốt, nên quên mất thời gian. Sau đó cô ấy nói mệt rồi, nên mơ màng thiếp đi mất. Sắp đi rồi à? Sáng sớm mai sẽ đi. Đừng làm muội ấy đau lòng. Nếu sau này huynh phụ lòng muội ấy, làm muội ấy đau lòng, ta nhất định sẽ lấy mạng huynh. Nếu có ngày đó thật, thì huynh cứ giết ta. Về nghỉ ngơi sớm đi. A2 原乳营养根基，邀您精彩继续。cảnh Không biết giờ này chàng ấy đã đi đâu rồi, còn để lại một cọng tóc làm lòng ta rối bời. Tấm bản đồ này có gì đẹp vậy? Ban đầu muốn tới thành Tây Viêm thì khó khăn vô cùng. Nay muốn rời thành Tây Viêm cũng chẳng dễ gì. Vinh đang lo hai vị vương thúc không chịu thả người à? Chim trong lồng và chim về rừng. Nếu muội là vương thúc thì muội sẽ chọn thế nào? Tất nhiên ta sẽ nhốt con chim nhỏ là trong lồng rồi. Ta có kinh nghiệm trong việc trốn khỏi lồng giam. Nếu không có sức chống trả thì hãy tỏ ra yếu đuối trước kẻ địch. Ta cũng nghĩ vậy. Ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách khác.
tự hủy nền tảng, đắm mình trụy lạc, tự xem thường mình, tự sa ngã. Huynh muốn chọn cái nào? Ta không chỉ từng làm mỗi đại phu giang hồ đâu, ngoài chữa vô sinh ra, hãm hại, lừa gạt, ăn uống, cờ bạc, cái nào ta cũng rành cả. Muội có thể thục nữ chút không? Không thể. Chuyện của ta thì ta sẽ tự liệu mà làm, còn muội đi tìm phòng phong bội mà chơi đi. Tây Viêm Vương chiếu viết. Từ khi phân chia quản lý vận chuyển đường thủy tới nay, năm gia tộc Hồ vẫn luôn làm trọn chức trách, chưa từng sơ suất. Lệnh cho Hà Vận nội sử Thương Huyền hủy bỏ chính sách mới, duy trì chế độ cũ, không được can dự vào chuyện thuế đường thủy. Điện Hạ, xin lỗi nhé. Vết thương cũ để lại khi theo bệ hạ đánh trận năm xưa, bỗng nhiên phát tác. Tên nhóc Thương Huyền này đúng là không biết tự lượng sức. Năm gia tộc Hồ Hòa phân công quản lý vận chuyển đường thủy đều là người có công dựng nước. Việc thu thuế đường thủy là bệ hạ ban thưởng cho chiến công của họ. Bệ hạ muốn thu lại cũng phải cân nhắc rất lâu. Tên nhóc Thương Huyền kia đâu phải nói được là làm được ngay. Giờ thì hay rồi, đắc tội hết các gia tộc lớn cùng một lúc. Vẫn còn trẻ tuổi, bồng bột lắm. Thằng nhóc Thương Huyền này, từ nhỏ cha mẹ đã mất, ăn nhờ ở đậu, nay lại bị mọi người xa lánh, khó tránh sẽ sinh lòng hậm hực. Bảo Nhạc Lương và Thủy Nhiễm ở bên nó nhiều vào. Ý của Ngũ Ca là giết người không thấy máu mới là thượng sách. Điện Hạ, xem ra đại ca không thích nữ sắc tầm thường. Lui xuống hết đi.
tạ ơn điện hạ ban ngồi. Cô nương thú vị thật đấy. Ta đã ban hay chưa? Mắt nhìn của đại ca quả nhiên không tầm. Kim Huyên cô nương là hoa yêu ưu đàm, là chủ của muôn hoa trong thành Tây Viêm đó. Chủ của muôn hoa gì chứ? Ta chỉ là một kẻ cô độc tha hương, mong điện hạ thương xót. Phủ Đồ Sơn. Lan Hương, cô đã được giải độc rồi. Lan Hương tội đáng muôn chết, xin lỗi thiếu chủ. Lan Hương, chúng ta vào phủ, từ nhỏ, cùng lớn lên bên nhau. Thiếu chủ đã luôn nhân từ, khoan dung với chúng ta. Sao? Sao cô có thể làm chuyện như vậy chứ? Cô làm vậy chắc chắn là có lý do bất đắc dĩ. Nói đi, có lẽ ta sẽ giúp được. Mau bẩm báo đúng sự thật, là ai đã sai cô làm vậy? Lan Hương tự biết đã phạm tội không thể tha, chỉ xin được chết. Thiếu chủ đối xử bằng lòng tốt, mà cô lại dùng lòng lan dạ sói đáp trả. Nếu cô đã không chịu nói, vậy ta cũng không ép nữa. Nhưng vì sự an toàn của họ Đồ Sơn, ta chỉ hỏi cô một câu. Người đó nhắm vào ta hay nhắm vào họ Đồ Sơn? Là thiếu chủ ạ. Lan Hương, cô không thể ở lại phủ Đồ Sơn được nữa. Tỉnh dạ sẽ sắp xếp người đưa cô về quê. Về quê rồi hãy tránh xa thị phi, sống cho thật tốt. Cảm tạ đại ơn đại đức của thiếu chủ. Lan Hương không có gì báo đáp. Rượu mơ tới rồi đây. Có mấy bình rượu thôi, đáng để muội vui vậy không? Cảnh có thể tiếp tục gửi rượu tới, chứng tỏ chàng ấy đã giải quyết được mình rồi. Dĩ nhiên ta phải vui chứ. Muội quan tâm hắn thật đấy, muội đừng quên. Hắn là người đã có hôn ước. Vâng, vâng, vậy ta cũng quan tâm Hương Huyền ca ca của ta nữa. Việc huynh tới Trung Nguyên được tiến hành thế nào rồi? Đừng đi mà. Thương Huyền ca ca. Ta vui, còn không phải vì Cảnh giải quyết phiền toái mới có thể thoải mái giúp huynh à. Nghe nói Thương Huyền làm gì cũng nên thuận lợi khắp nơi để giải sầu. Nay đã là tay ăn chơi trong thành Tây Viêm rồi. Chờ Ngũ Vương và Thất Vương buông lỏng cảnh giác, có thể xin cho tới bệ Trung Nguyên rồi nhỉ. Dù Thương Huyền có hoang dâm sa đọa đến mấy, không có cơ hội tới Trung Nguyên, đột nhiên bẩm tấu sẽ chỉ khiến người ta nghi ngờ. Mọi cố gắng đều không phải. Nhưng rốt cuộc phải đi đâu tìm cơ hội này đây?
Ta có một cách, không biết có được không? Cách gì vậy? Mau nói nghe thử đi. 28 đỉnh núi Thần Vinh giờ còn ai ở không? Sau khi nước Thần Vinh bị diệt, con cháu vương tộc trên 28 đỉnh tiêu diệt tứ phương, phần lớn chuyển tới thành chỉ ấp. Nay chỉ còn một vài thị vệ, cung nữ trông coi cung điện. Thương Huyền đã muốn núi Thần Vinh, thì cơ hội chính là ở núi Thần Vinh. Trên núi Thần Vinh đã không còn ai ở, có thể có cơ hội gì chứ? Đại ca, thuốc này tên là tiêu dao, chỉ cần một viên là có thể khiến người ta quên mọi phiền não. Trên đời còn có thứ tốt đến thế ư? Chẳng lẽ ta còn hại huynh được chắc? Chỉ cần một viên này, đừng nói là buồn phiền, ngay cả đau đớn còn không biết ấy chứ. Để Kim Huyên cô nương đút cho đại ca đi. Nếu ta không quên được buồn phiền, ta nhất định phải trừng phạt các đệ. Đại ca, cùng uống một chén nữa. Nhiều ngày ấy, điện hạ, đi siêu siêu vẹo vẹo mà còn muốn dìu ta. Đại ca, quan gia ngõ hẹp, gặp phải tên Ứng Long, thích lo chuyện bao đồng rồi. Ứng Long thì có gì mà sợ? Điện hạ, đại tướng quân, nào, cùng tiêu dao. Phụ thân cậu chiến công lẫy lừng, hy sinh vì nước. Mẫu thân cậu là bậc nữ trung hào kiệt, trung nghĩa can đảm. Sao lại có một đứa tự mình sa đọa như cậu chứ? Ông chỉ là một con xà yêu may mắn hóa rồng thôi. Cho ông chút thể diện, để ông trong nhà giữ cửa. Sao hả? Gan to bằng trời rồi à? Muốn phạm thượng đấy hả? Hôm nay ta phải dạy dỗ ông tử tế. Điện hạ, năm xưa phụ thân và cô cậu coi ta như huynh đệ, ta nể tình bọn họ mới dạy dỗ cậu, khiển trách cậu. Nếu giờ đây cậu đã tự mình sa đọa, có nói thêm một câu cũng không đáng. Ứng Long thì đã sao? Chẳng phải bị ta đuổi chạy rồi sao? Đại ca giỏi thật.
Kỳ viên. Ca ca. Sao bây giờ ca ca mới về? Từ từ thôi, từ từ thôi. Ca ca, hôm qua huynh hứa với ta sẽ không đi lêu lổng với đám Nhạc Lương, Thủy Nhiễm nữa mà. Hôm nay mọi người đều có mặt, ta không đi thì không hay. Hôm nay huynh lấy lý do này, lấy lý do nọ, tóm lại huynh luôn có lý do. Chuyện để đi lêu lổng nữ nhân các muội bớt lo đi. Ca ca, ca ca. Khó chịu ở đâu à? Cơ thể vẫn ổn, nhưng trong lòng thì... Đôi khi diễn kịch lâu quá, chính ta cũng không phân biệt được thật giả. Nếu có một ngày ta thật sự biến thành như thế, liệu muội có không chịu nổi mà rời xa ta không? Huynh chỉ cần hỏi bản thân mình, nếu có một ngày ta trở nên tệ hại, huynh có ruồng bỏ ta không? Không đâu. Nếu có một ngày muội thành ra như thế, thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Ta sẽ luôn ở bên muội, để muội từ từ khỏe lại. Dù muội không muốn khỏe lại cũng chẳng sao. Ta sẽ mãi ở bên muội. Vậy là huynh đã biết đáp án của ta rồi đấy. Biết rồi. Huynh uống mấy viên thuốc y sư luyện ra, sao không nói trước với ta? Như vậy ta còn có thể điều chế ít thuốc giải cho huynh. Ta đã hỏi y sư rồi, số thuốc đó quả thực sẽ gây nghiện. Có lẽ với người bình thường thì rất đáng sợ, nhưng ta có thể cai được. Muốn khiến Vương Thúc yên tâm đầy ta tới Trung Nguyên, thì buộc phải khiến họ tin ta đã là kẻ vô dụng, không thể làm nên trò trống gì nữa. Số thuốc đó không chỉ gây nghiện, mấy loại thuốc này là thuốc độc mạng tính, sẽ hại lục phủ ngũ tạng của huynh. Chẳng phải còn có muội sao? Dù sau này cai rồi, linh lực của huynh cũng sẽ bị tổn hại. Đã nói với muội từ lâu rồi mà, ta không dựa vào linh lực để xông pha. Còn phải uống bao lâu nữa? Ngoài việc khiến nhóm Vương Thúc tin, ta còn cần chờ một thời cơ. Núi Thần Vinh, Phủ Thần Vinh. Cảnh, huynh đúng là mưu trí hơn người. May mà chúng ta đã bố Thần Vinh từ trước, lại thêm trời giáng sấm thần. Kế hoạch này có thể nói là không một kẻ hở. Cả ông trời cũng bị huynh tính toán, chỉ là thuận thế mà làm thôi. Nay đã có thời cơ, nếu không có ai thúc đẩy, thời cơ sẽ qua đi trong thoáng chốc. Một cung điện nhỏ không quan trọng, vì lâu năm không tu sửa mà không phải chuyện gì lớn. Xưa nay phụ thân luôn thận trọng, chắc chắn sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa lần này chúng ta nhất định trái ngược, buộc phải làm to chuyện. Đúng vậy. Phía chúng ta chỉ thiếu một bước cuối cùng, cũng không biết bên Thương Huyền tiến triển ra sao rồi. Liệu có thể khiến Ngũ Phương hoàn toàn hết nghi ngờ không? Chắc là cũng nhanh thôi. Kỳ viên. Ai vậy?
hai vị điện hạ đột nhiên dẫn quân xông vào phủ là muốn làm gì? Phụng lệnh Ngũ Vương và Thất Vương truy nã thích khách, nếu có ai dám cản trở công vụ, giết không cần hỏi. Rõ. Lục soát. Ta sẽ không để ngươi uy hiếp, cũng sẽ không che giấu giúp ngươi. Ta khuyên ngươi hãy mau rời đi. Bây giờ lựa chọn người khác vẫn kịp đấy. Một. Hai. Ba. Vậy mà độc của ta lại không có tác dụng với hắn. Tuy linh lực của ngươi cao cường, nhưng nghe hơi thở của ngươi thì chắc là ngươi đã bị thương nặng. Ta vẫn khuyên ngươi chọn mục tiêu khác. Oh,
只守一生。